Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Câu chuyện y tế hôm nay sẽ kể cho quý vị và các bạn về những gia đình có con bị bại não, cuộc chiến của những hy vọng sống bình dị. Câu chuyện thứ hai muốn kể cho các bạn nghe về cuộc sống an yên của các cụ ở viện dưỡng lão. Mục hỏi đáp y tế là những giải đáp của bác sĩ chuyên khoa mắt về căn bệnh cườm nước, căn bệnh gây mù lòa vĩnh viễn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Mở đầu chương trình sẽ là mục sổ tay y học hướng dẫn xây dựng thực đơn dinh dưỡng cho trẻ mầm non. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết, mời quý khán giả cùng theo dõi. Trẻ em trong độ tuổi mầm non thường tiêu thụ nhiều calo bởi trẻ tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi, học tập. Do đó, việc xây dựng thực đơn cho trẻ mầm non đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển và đáp ứng đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ. Trong chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay, cô giáo Phạm Thị Hòe, trường mầm non xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả cách xây dựng thực đơn dinh dưỡng cho trẻ mầm non. Sau đây, tôi xin giới thiệu với các quý vị khán giả cách xây dựng thực đơn của trẻ mầm non. Ở lứa tuổi mầm non, não bộ và thể chất của trẻ phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, trẻ cần rất nhiều năng lượng để đảm bảo các hoạt động vui chơi học tập. Vì thế mà dinh dưỡng cho trẻ em ở lứa tuổi mầm non cần đảm bảo cho trẻ mỗi ngày để giúp cho cơ thể của trẻ phát triển hài hòa. Sau đó, khi xây dựng thực đơn các bữa ăn hàng ngày cho trẻ luôn luôn đảm bảo cân đối với các nhóm chất như chất bột đường, chất đạm, chất béo, các loại vitamin và khoáng chất với chất nhóm bột đường. Để đảm bảo chất bột đường cung cấp khoảng 52-60% năng lượng khẩu phần ăn thì nguồn cung cấp tinh bột chủ yếu hàng ngày của trẻ ở trường là cơm và cháo. Ngoài ra, thực đơn hàng ngày của trẻ để đa dạng hơn còn được bổ sung những thức ăn từ khoai tây, bánh phở, ngô ngọt. Với nhóm chất đạm, gồm có các thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, ngũ cốc. Với những thực phẩm này, nhà trường đã xây dựng thực đơn phong phú để kích thích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất mà không nhàm chán như các món ăn thịt kho trứng cút, thịt đậu sốt cà chua, thịt gà diêm, thịt ngan xào xả, chả cá, trứng thịt chiên, tôm diêm thịt. Chất béo rất cần thiết cho một chế độ dinh dưỡng hợp lý của trẻ. Ở độ tuổi này, trẻ cần được cung cấp chất béo cần thiết cho quá trình tăng trưởng thể chất và phát triển trí tuệ. Do đó, trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ không thể thiếu dầu ăn, lạc, vừng, sữa. Với nhóm chất các loại vitamin và khoáng chất, đây là nhóm chất không thể thiếu trong khẩu phần ăn cho trẻ mầm non. Nó tốt cho hệ tiêu hóa cũng như hỗ trợ phòng ngừa táo bón cho trẻ. Nhóm chất này có nhiều trong các loại rau, củ và hoa quả tươi. Với trẻ mầm non, không phải trẻ nào cũng thích ăn rau, củ quả. Nắm được đặc điểm đó, nên các bữa ăn có rau, củ, quả trong thực đơn của nhà trường được chế biến bằng nhiều cách như nấu canh, có canh cua, nấu rau mùng tơi và bầu, canh cá rô, rau cải, canh xương nấu bí xanh, canh thịt nấu rau bắp cải, hay các món rau, củ xào để trẻ dễ ăn hơn như khoai tây xào, bắp cải xào cà chua, su su cà rốt xào, su su xào thịt. Với cách chế biến như vậy, được rất nhiều bé yêu thích. Bệnh cườm nước hay còn gọi là bệnh glaucom, bệnh thiên đầu thống, là một trong những căn bệnh về mắt có thể gây mù lòa vĩnh viễn cho người bệnh. Để hiểu rõ, nhận biết triệu chứng sớm của bệnh, có giải pháp khám chữa bệnh kịp thời, ngay sau đây bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Toàn, Bệnh viện Mắt Hưng Yên sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Xin chào bác sĩ ạ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ, các bác sĩ định nghĩa như thế nào về căn bệnh glaucom? Bệnh glaucom thiên đầu thống hoặc cườm nước là một bệnh cấp cứu trong nhãn khoa. Đây là một tình trạng thủy dịch được tiết ra nhưng mà bộ phận thoát thủy dịch nó đang gặp những cái vấn đề về thoát thủy dịch nên là dẫn đến nó áp lực ở trong nhãn cầu. Nó tăng lên dẫn đến nó chèn ép cái dây thần kinh thị giác dẫn đến gây hậu quả mù lòa. Vâng thưa bác sĩ, vậy thì bệnh glaucom sẽ có những biểu hiện như thế nào ạ? Bệnh glaucom thì là được chia làm hai thể loại, là một glaucom góc đóng, hai là glaucom góc mở, đấy là chúng ta thường gặp. Glaucom góc đóng thì bệnh nhân đầu tiên là bệnh nhân có những cái triệu chứng ví dụ như là đau nhức mắt, nhìn mờ, chảy nước mắt, đỏ mắt, đau nhức nan lên đầu, đau nan lên đầu cùng bên, nhìn
bóng điện thì có thể là thấy phần xanh, phần đỏ. Đấy, và thấy đau nhức dữ dội. Đấy là glaucoma góc đóng. Còn khi phát hiện một trường hợp glaucoma góc mở ấy, thường là do vô tình đến người ta đến khám, hoặc là do người ta nhìn mờ thì người ta mới đến khám, thì lúc ý thì là tình trạng là bệnh này đã rất nặng nề rồi. Thưa bác sĩ, đối tượng nào thì thường sẽ mắc căn bệnh glaucoma? Về độ tuổi thì là từ 40 tuổi trở lên, gia đình có người mắc bệnh glaucoma, các thế hệ sau cũng hết sức lưu ý về vấn đề này. Thưa bác sĩ, bệnh glaucoma thì thường nhầm lẫn với những căn bệnh nào khác về mắt ạ? Ví dụ như là viêm kết mạc cấp, ví dụ như là thoái hóa đốt sống cổ, hoặc là dẫn đến là tình trạng là thiếu máu lên não thì cũng gây đau đầu, hay là một cái rối loạn tiền đình, hay là một cái bệnh ở trên sọ não, hoặc đau các cái xoang lân cận thì cũng có triệu chứng nó gần giống. Và chúng ta sẽ làm gì để điều trị và phòng ngừa căn bệnh này thưa bác sĩ? Bệnh glaucoma thì có hai phương pháp chính để điều trị là phương pháp nội khoa và phương pháp ngoại khoa. Phương pháp nội khoa thì chúng ta dùng thuốc đối với trường hợp glaucoma góc mở và glaucoma tân mạch. Glaucoma góc đóng ấy thì hiệu quả nhất cho đến bây giờ là phương pháp phẫu thuật. Khi bệnh nhân mà bị đau nhức và nhìn mờ, đau nan lên đầu thì bệnh nhân sẽ đến bệnh viện mắt tỉnh Hưng Yên sớm nhất để kịp thời cứu chữa về cái mắt. Khi có tất cả các bệnh lý liên quan đến mắt, đau nhức hay là nhìn mờ hay là một cái biểu hiện bất thường về mắt thì hãy đến bệnh viện mắt tỉnh Hưng Yên để được khám và điều trị cho nó được chuẩn và chính xác. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích ngày hôm nay. Bại não không phải là một chứng rối loạn riêng lẻ, mà nó được biết đến như một nhóm các vấn đề liên quan đến tình trạng tổn thương ở não bộ và thường khởi phát sớm ở trẻ nhỏ. Đây là một căn bệnh bẩm sinh tạo nên những hạn chế, khuyết tật về vận động, giác quan, tinh thần, hành vi của trẻ. Các ảnh hưởng và hậu quả mà bại não gây ra thường sẽ kéo dài đến hết cuộc đời. Với nhiều gia đình có con bị mắc bại não, chỉ cần tìm kiếm được một hy vọng để đưa đứa trẻ trở về với cuộc sống bình thường, họ chấp nhận đánh đổi tất cả. Mặc dù hy vọng ấy đôi khi là thất vọng, nhưng cùng con lớn lên cũng đã là một niềm hạnh phúc. Đây cháu lớn, cháu đầu tiên, gia đình phát hiện lúc cháu bị được 4 tháng, cháu ở đây gần được 1 năm rồi. Thì cũng nhìn thấy cháu ông thương và xót xa, gia đình cũng thấy là hụt hẫng nhiều quá, nên là dành tình cảm yêu thương cho cháu nhiều hơn, để cho cháu đỡ tuổi thân và cháu đỡ buồn, đỡ khổ. Đó là câu chuyện của một bà ngoại ở huyện Khoái Châu có cháu trai 16 tháng tuổi bị bại não đang được điều trị tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Hưng Yên. Đau đớn, xót xa là cảm xúc của bà và cả gia đình. Thế nhưng sau đó là sự chấp nhận, là sự mạnh mẽ để cùng cháu trai của mình tập luyện và điều trị mỗi ngày. Còn đây là hai bà cháu ở huyện Phù Cử. Cháu trai của bà đã 16 tháng tuổi và cũng bị mắc bại não. Thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Tiếp xúc, trò chuyện và tập luyện với bác sĩ còn nhiều hơn gặp mặt người thân. Thế nhưng dù vậy, chỉ cần đứa cháu trai có những tiến triển nhỏ như nâng được đầu, ngồi dậy đã là một niềm hạnh phúc với cả gia đình. Cái lúc mà phát hiện ra cháu thì nói thật chúng tôi rất là buồn, mà nghĩ là hết hy vọng vì cháu làm đâu làm đấy. Khi chuẩn bị cho cháu đi viện thì người bảo cái bệnh này có mang sang nước ngoài chữa không được, cho nên bà cháu khóc bao nhiêu đêm. Khi cháu vào đây là cháu được 8 tháng tuổi mà cháu vẫn chưa mang nổi cổ, chưa lật được người. Cháu chỉ nằm đâu làm đấy, bà cháu cho nghiêng được nghiêng, cho ngửa được ngửa. Thế thì cháu vào đây qua được cả hai liệu trình thì được các bác tập cho cháu đã cất được cổ, cháu đã dở được người rồi, cháu đã ngồi được và cháu đã biết bò. Thế đến bây giờ cháu được như này, gia đình rất mừng, rất phấn khởi. Đây không chỉ là câu chuyện của hai gia đình trên, mà còn là câu chuyện của gần 20 gia đình đang có con điều trị tại khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Hưng Yên, cùng nhiều gia đình có con bị bại não khác. Mỗi trẻ bại não có những vấn đề khó khăn với mức độ nặng nhẹ khác nhau, tình trạng vận động, nhận thức khác nhau.
Tuy nhiên, đích đến cần đạt được là giúp trẻ tiến bộ và phát huy tốt nhất khả năng cá nhân trong các hoạt động sống hàng ngày. Và ngoài việc điều trị bằng y học, thì người đóng vai trò quan trọng nhất trong sự tiến triển của trẻ chính là người thân, là gia đình. Vì các cháu là đã có rất là nhiều cái khiếm khuyết về các mặt chức năng, cho nên là các cháu cần phải được quan tâm nhiều hơn, được chăm sóc nhiều hơn, cũng như là sự động viên cổ vũ thì để góp phần cho các cháu có cái tinh thần cũng như là cái hồi phục tốt hơn. Gia đình rất quan trọng, bởi vì gia đình cần phải xác định được là cái phục hồi chức năng của trẻ phục bại não là rất lâu dài. Ngoài cái việc chăm sóc trẻ để có một sức khỏe tốt nhất, thì gia đình cần phải kiên trì và đồng hành cùng các trẻ để đưa các trẻ đến các bệnh viện cũng như trung tâm phục hồi chức năng để phục hồi từng đợt. Kết hợp với cái vấn đề mà phục hồi tại gia đình và cộng đồng để đạt được cái mục tiêu cuối cùng, chính là sự độc lập về chức năng của trẻ cũng như là cho trẻ hòa nhập với cộng đồng và trẻ có một cuộc sống tốt hơn. Mỗi đứa trẻ sinh ra đã là một thiên thần, dù con có khiếm khuyết, dù con không bằng bạn bè cùng trang lứa, thế nhưng việc đồng hành và lớn lên cùng con mỗi ngày sẽ luôn là một điều tuyệt vời, là niềm hạnh phúc lớn lao của những người làm cha, làm mẹ. Xin đừng bỏ rơi trẻ bại não, hãy đồng hành cùng con, bên con mỗi ngày, kỳ tích sẽ đến khi chúng ta không ngừng nỗ lực. Thưa quý vị và các bạn, vẫn có nhiều quan niệm tuổi xế chiều được sống cùng con cái là điều hạnh phúc nhất. Thế nhưng khi con cháu đi làm, đi học cả ngày, thì khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian buồn tẻ và cô đơn với những người cao tuổi. Vì thế mà đã có rất nhiều người cao tuổi mong muốn vào viện dưỡng lão để con cái và gia đình yên tâm. Một phần họ cũng có người tâm sự tuổi già. Đến thăm viện dưỡng lão Phúc Lâm, chúng tôi mới hiểu được điều này. Tôi là bà Đỗ Thị Duyên, năm nay tôi 93 tuổi. Ở đây là tôi thấy vừa ý với tôi lắm. Mà nói thực ra thì ở đây mà được thoải mái như ở nhà mình sướng lắm rồi. Mình thì ở xa, các chị em đều ở bên nước ngoài hết. Thực ra là năm 18 đưa mẹ vào thì thấy nói chuyện rất là yên tâm. Và được chăm sóc cẩn thận với mẹ bà thì cũng rất thích đi giao lưu. Ví dụ bà thích đi hát này rồi tục tích thì ở đấy là có tất cả những cái mà bà muốn. Cái sở thích của bà vẫn còn được như ở nhà riêng. Thành ra là cái tinh thần ấy, tức là cái tinh thần trạng thái tinh thần của bà thì bà được ổn định như lúc ở nhà. Còn vui có các cụ, có những cái cô mà chăm sóc ấy. Thường thường là cứ đi nói chuyện nào cái này khác cái thì bà rất là thích, cho nên là bọn mình rất yên tâm. Con đi làm với cả con mình ở nhà thì cho nên là thuê ô xin thôi mẹ mẹ không thích ở. Chọn mấy nơi đi, mấy nơi ở đây thấy cái vị trí địa hình các thứ này kia thoáng mát. Yeah. Sự chăm sóc điện tốt, nói chung hoàn hảo. Yeah. Mới ở được 3 năm không thì tôi về rồi. ở nhà thì tôi với ông ở với nhau, còn các con nó lấy vợ lấy chồng, nó có nhà nó ở riêng hết. Thế tôi ở nhà chăm ông. Thế, quyết định là thôi mẹ vào với bố cho chúng con yên tâm. Đi bây giờ đi cứ hơi tí là ngã, vì mắt kém là có phải gậy chống rồi mà cũng vẫn cứ ngã. Mỗi người một câu chuyện, nhưng gặp nhau ở ngôi nhà thứ hai đầy ắp tình thương và tiếng cười. Các cụ ban đầu vào trung tâm đều có chung cảm giác nhớ nhà, nhớ con cháu. Song nhờ có công nghệ mà việc nhìn thấy nhau trò chuyện mỗi ngày đã làm cho việc kết nối trở nên dễ dàng. Và sau khi ở một thời gian, các cụ cũng quen với bạn bè đồng tuổi nên nhiều khi không muốn về nhà. Suốt cái quá trình làm việc ấy, thì tôi thấy các cụ thay đổi về cái tinh thần mà từ khi ở nhà cho đến vào viện ấy, thì nó cũng khác nhau rất là nhiều. Ở nhà thì đôi khi người già thì họ cũng cô đơn, cũng ở một mình thôi. Con cái thì về cái điều kiện xã hội bây giờ nó cũng không giống như ngày xưa, ai cũng có công việc hết. Nên là đôi khi nó ở nhà nó cũng hơi buồn chán. Vào đây thì đông các cụ, đông bạn bè thì vui vẻ hơn. Và cái quan trọng là vào đây thì cái mô hình ở đây là vừa chăm sóc dưỡng lão, vừa có cả về chăm sóc y tế nữa. Thì về cái phần sức khỏe các cụ sẽ được đảm bảo hơn ở nhà rất là nhiều. Nhiều người vẫn nghĩ vào viện dưỡng lão là không hạnh phúc. Nhưng nhìn cảnh những người lớn tuổi ở đây được chăm sóc, được sinh hoạt và vui vẻ cùng nhau, ở khía cạnh nào đó lại cho thấy điều ngược lại. Đối với những người cao tuổi trong viện dưỡng lão Phúc Lâm, hạnh phúc bắt nguồn từ những điều đơn giản, sự vui vẻ và khỏe mạnh từ trong tâm hồn. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.